Ok, hai xin chào bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Hạch Trung Gaming đây, cũng như là nhân vật Free Fire của các bạn đây. Thì mình mới phát hiện nhân vật Free Fire của mình tên là Lãng Khách gì đó các bạn à, không biết đúng không các bạn, comment bên dưới nha. Ngày hôm qua sau thời gian trốn chạy giấu quân ngạt độ thì mình đã trú ẩn cho một nguồn núi bí ẩn các bạn ơi. Với anh Ngộ Không thì nó đi tu luyện tiếp luôn rồi. Ở đâu mình chơi tập giấy bao coi nó đẹp xinh gì nữa cho mày chèo buồn nhiên năng mình nắp trong tay 50 đàn em. Ê, 50 đàn em là có thiệt hay không? Tao báo cho mày một tin bất ngờ là ngày hôm qua khi mà mình đạt được 2 ngày like đúng không, mình đã công khai cái link Discord để vào thành phố Gatasan VN rồi, thì mày biết được bao nhiêu thành viên vô chưa? Đâu mà nói tao nghe thử coi tao ngập thở không. 50 thành viên của mày, mày nghĩ là đông chưa? Ghê mày. Được hơn 50 người là mày thấy đông chưa? À đâu, đông điên luôn nha. Nhưng mày, mà không phải hơn 50 người nữa. 150 người có đông chưa ạ? Trời ơi, cái gì mày giỡn không? Mày giỡn không? Nói thiệt đi mày. Nói thiệt đúng không? 250 người mày thấy đủ đông chưa? Alo, chúc mừng mày nha, tặng lẻo ông nữa nè. Nhưng mà chưa nữa, 500 người thì sao? Cái gì ra mày? Thì ông mày nó làm nó áp tao mà áp tao mà cho mày một bất ngờ đó, mày hát bài nhạc báo tặng các bạn nha. Rồi ok. Con số thật sự là 1000 người đã vô Discord của thành phố Gatasan VN. Cái gì ghê mày, hiểu mày? 1000 anh em đã vô, mày nghĩ cái băng đải có 1000 thằng thì sẽ như thế nào? Mày nghĩ nó đông lắm á nghe. Tao rồi tao thấy dữ lắm á. Quả khứ luôn á, không biết tao mày sẽ chiến đấu làm sao như khi qua thành phố Goplay đó mà đối trọng với rồi 1000 anh em nữa. Má ơi. Chắc ké luôn á. Ké luôn á, hay bao lâu mà để chứ tao tặng mày luôn nè. Tao lại mày chứ thôi tao tặng mày cái này đi. Rồi, ok thì để chi ăn các bạn thì mình với thằng Alpha sẽ qua test sơ sơ ở thành phố bên bển trong khoảng 2 phút nha mọi người. Vô. Ok các bạn, hiện tại mình đang có mặt trong thành phố Gatasan VN, thành phố mà mình tạo ra để dành cho các bạn chơi. Đối với mình đây là Alpha Quasimai trong vai anh Bảy. Hello anh em nha, nay em phải dõi chú một phê nha các bạn, đi dạo phố, du hành phố mới hay lạ quá đó. Demo cho các bạn xem chừng 2 phút nha, 2 phút trải nghiệm nhanh của anh em mình. Đầu tiên là trong thành phố này các bạn có thể chơi vừa điện thoại đúng không? Vừa chơi trên máy tính luôn, trên máy tính là các bạn sẽ được mod mặc định như vậy. Hiện tại là anh với em đang chạy chip Ninja H2G và với nhân vật skin là ai vậy? Anh Bảy giúp cỏ thôi bé. Anh Bảy siêu. Ghê vậy? Chạy ghê không? Anh Bảy chúng nha. Điện thấy không? Vô thành phố này, ôi, đụng gãy cái cục điện luôn. Có súng ra. Phố này anh em sẽ đi làm kiếm tiền, sau đó anh em lập băng đảng rồi đi quơ nhau rồi đi giành địa bàn, rồi nói chung là sẽ cực kỳ căng thẳng nha anh em. Ở đó những chiếc xe của thành phố đi vô lại thêm một anh Bảy nữa anh em ơi. Đó, đây là bảng xếp hạng, xếp hạng nè, thành phố được mod map đầy đủ nha các bạn. Trên điện thoại vẫn thấy map nha, nhưng mà trên điện thoại nó sẽ không thấy được nhân vật skin với lại xe mod nha mọi người, đó là do Android nó hạn chế vậy. Còn này là chỗ cô cá nè. Đưa cô cá thử không? Ý, lâu lâu rồi. Ý gì mày? Chạy ủng hộ hả? Xe mạnh gì? Rồi, thấy hợp rồi đó. Không, tao chạy được, tao chạy được. Quá đã nghe rồi, thấy dính luôn rồi, thấy dính luôn, đã nghe thấy bỏ xe luôn đó. Đã he. Bảo rồi đó, xuống tắm với các he bỏ xe luôn. Gì anh Bảy? Anh Bảy tẩy thôi bên nữa đó. Ê, tao thì xuống quýnh lộn tỉ hí nè. Mày biết chỗ của chuyện không? Biết. Ê, nè tao đỡ nè. Tao đỡ nè. Ê, mày chơi đánh tay đi mày. Chơi súng ai chịu nổi mày. Thôi súng rồi. Có skin nè. Lăn chuột. Có skin hả? Lăn chuột, lăn chuột. Rồi, rồi ok. Đó. Vô đây. Ghê mày. Đi đây. Ấy mày nút. Đó, tao đỡ luôn rồi. Ghê mày, đỡ luôn mày. Nè. Đứng ở đây rồi. Chạy thôi bị lẹ. Ấy da. Đi lưu lưu lưu, bắt đố bạn được sao nè. Nó, quốc nọ. Đi lưu lưu lưu, cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam, cá heo. Cho anh. Tao mày chỉ demo nhẹ vậy thôi, ngày mai sẽ có link tải trên website Gatasan VN nha mọi người. Các bạn lên để tải game nha, còn khi nào ra chính thức
sẽ có ở thông báo ở phần Discord của thành phố nha mọi người. Gọi lên phía dưới để tham gia vô Discord thành phố cũng như là đăng ký thành viên nha mọi người. Búp búp búp. Cô em nào vậy? Thằng này mới vô nhìn nó bán vé số mà nó chạy xe dữ mày. Đã nó mày. Lên xe đi. Ơi. Ê mày nó lên xe. Cướp xe luôn, cướp xe luôn. Mồi ơi, mồi ngon, mồi ngon. Ê, miếng hình hình cái gì vậy? Free Fire mày. Thằng này Free Fire nè mày, bước nó rồi. Hôm nay anh bảy xuống phố quậy nha. Đó, nó biến hình kìa mày. Ghê mày. Hết đồ. Cái ngọn xe này quên không được rồi. Ê gì vậy? Trời gì vậy? Nghĩ qua mày. Bật nó gì? Bật nó rồi, bật nó chả đầu. Bật nó kìa. Chấm hàng kìa, chấm hàng kìa. Chấm hàng. Chấm hàng hả mày? Chấm hàng hả mày? Đây là bắp da. Ê, tao xin lỗi nha, tao không vui. Cho Việt Nam. Đá tao lại đi. Đi. Đều. Thôi. Thành phố này dạ, em đi ở trong game này có ba thành phố lần thôi. Được rồi mày ơi, tao nghĩ là bao nhiêu đây chút đỉnh vậy thôi. Trời. Đồ, có bán nhà nữa mày? Có luôn, có nhiều cái chơi lắm. Có chủ nhà của băng đảng nữa. Nhiều lắm. Nói chung là sương sương nhẹ thôi. Rồi anh em ơi, mình tiếp tục quay lại GTA 5 chơi anh em. Giới thiệu qua giây này thôi. Anh em nào muốn tham gia thì hãy tham gia vào cái Discord link ở phía dưới mình, phần comment có ghi lại mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi ok các bạn ơi, tính xong đó các bạn thấy sao các bạn thì hãy comment lại bên dưới nha. Video này thì mình sẽ để link cái phần Discord của thành phố cũng như là website của thành phố ở phần mô tả các bạn. Các bạn đợi ngày mai check thông báo để bao giờ có link tải các bạn tải về nha. Còn bao giờ thành phố ra mắt sẽ có thông báo chính thức ở Discord nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Giờ này có ví dụ gì không mày? Thì bây giờ ví dụ thì cũng có đó, tao không hiểu ví dụ đâu mà ai chơi hay bạo nha. Chơi hơi bạo ra làm gì? Ê, ngày hôm qua tao với ngộ không cũng làm hơi bạo á. Cướp được con xe ẹp sổ trái. Ghê mày. Chạy 32, 330, chạy 62, cộng 68. À, xe đâu mà mày chạm được con nó đã vậy? Trong loại độ mạnh nhất thành phố này nè. Mà thôi bữa nay. Để qua mày lấy thử rồi. Ờ, bữa nay không qua được nữa đâu mày ơi, nó nhớ mặt của tao rồi. Ừ, cũng đúng. Lại nhằn thằng ngộ không á mày, dạo này nó bị bệnh gì á, nó yếu lắm. Cái gì ghê mày, nghe gì rồi nó gặp một con bà mụ gì? Nào á cái nó giờ nó yếu như sơn vậy á. Cái gì quái đại không nội, thấy ghê luôn gì? nó thấy ghê lắm rồi. Trời, ý là giờ này nó sập ở đó không? Đúng rồi, sập thôi. Tại thấy ghê luôn, bữa nay là thấy nó vậy. Ví dụ bữa nay thì nói chung cũng hơi bạo mà cái này có thể là mày đi hút cức ở ngoài. Cái gì mà đi hút cức mày, tao nói vậy chưa bao giờ. Nghĩ ví dụ nào thất bại luôn á. Ê, con chó có bảy sao mày, ngày hôm qua mày về quê mày có lo cho con chó có bảy không? Về cho nó ăn cỏ mà mày tưởng nó bò cho nó ăn cỏ mà. Má mày dẫn bằng cái con chó có bảy mà chết là tao mày tới công chuyện đó nha. Mày lo đàng hoàng nha quỷ. Tao cho nó ngủ máy lạnh được không? Được, ngủ máy lạnh tắm nước nóng. Thì ghê mày, nó hơn tao mày, tao khi tao không tắm tao đi làm chuyện nè. Tao nghĩ là như vậy mới đúng đó mày ơi. Chứ mày đừng có cho con chó anh Bảy tệ bạc nha. Mày không xứng đáng hơn con chó của anh Bảy đâu. Ê mày nói vậy mày. John Việt Nam. Chứ anh em mình tình nghĩa là hàng trên hết. Tin bạc rồi nói sao. Rồi chạy tới đồn đi rồi nói chuyện từ từ rồi chạy tới đó đi. Vậy tới đồn công an làm gì mày? John Việt Nam. Thấy cưng quá à, nói chuyện muốn cưng vô lay mày quá à. Ẩu quá đã mày. Nói chung đâu bệnh. Bữa nay qua ghé nhà anh Bảy không? Anh Bảy có thông tin không xuất viện chưa? Chưa mày ơi, thôi cho ông nằm cái viện vài bữa đi. Tao thấy ông sập quá. Sập mà không biết đá nổi nữa à. Không, ông mới đá chặn vừa rồi. Cũng kiến tạo được bàn cho bụi nô đó mày mấy hả? Thấy rồi, cũng ok đó. Thôi giờ cho bụi nô đi. Trai đẹp đó hả? Anh Bảy tao nói sống tình cảm. Chê mày, còn mày sống bằng cái gì? 9, anh Bảy là 6789. Sống bằng tình cảm. 7, 8, 9, 10 là sống bù luôn. Bù cái đầu mày. Đó, giờ chạy bánh đi. Mày chém chơi vậy chứ không có lý do vậy đâu. Chê mày, bảnh gì? Giỡn rồi. Vậy tới đầu của mày làm gì mày? Nè, thì qua đây cho mày thử lửa nè, mày bảnh cỡ nào để mày đừng nút nè, đưa mày không kìa. Không, khỏi điện, tới đầu của mày làm gì để tao chuẩn bị tinh thần nè. Ăn trộm. Ăn trộm cái gì á, trong đồn công an mày dẫn mặt hết chỗ trộm mày về mày vô trên đồn công an mày trộm mày. Thì đầu tao nói với mày chỗ này nó hơi bạo. Nhưng mà trộm cái gì trong đó mới được. Mày đã không xem, trong đồn cảnh sát có diện trộm ở đây mày ăn trộm vừa cua mày.
Chứ trong đồn công an có cái gì giải cứu con tin hả? Có ai bị bắt chổng cái gì? Mày đoán đúng, tao thưởng cho mày số tiền cao hơn. Chắc té ghe tài lộc quá lớn mày luôn quá. Số tiền mày đoán xem. Không biết chổng vậy. Ê công an nè. Ê ôi. Ê tao có cách rồi, bắn nó xuống, bắn nó xuống. Tao mà cướp xe công an đi vô mà giải nhanh công an vô. Đi. Đúng không? Cũng đúng. Tao mày nói sĩ quan từ ở thành phố khác mới chuyển đến nên mặc đồ còn ấy. Chứ xe đây mày bởi kiến nhìn thấy ghê không mày, có sĩ quan nào chạy nhìn thấy mà mày. Đây ơi. Má mày. Tao đá vô cái đầu mày giờ á, mới sửa xe mà đập cái kính nữa. Mày ngồi đàng hoàng ơi. Té ghe mày chứ té ghe luôn coi xe này bóng lưỡng mày. Mày tới sửa kiểu bóng không nội. Tới chợm cái gì mới được. Thầy, nó là tao chuyện ăn chậm xe. Xe hả? Ủa, xe gì? Xe nè, xe cảnh sát nè. Bầu cô. Bầu cô là cái gì? Là bồ gì? À bồ câu, mày muốn cảnh trộm xe bồ câu cảnh sát hả? À? Ừ. Để làm gì? Thì mày cứ làm đi vài bữa, tao với mấy thằng fan tao đi lùa mấy thằng mà đi đua xe chép á. Đồ, hiểu rồi, vô phơm. À mày nói vậy ngay từ đầu đi, tao mày cũng anh em xưng máu mà, tao mày đá xin nhanh. Mày không dám chơi với tao cái gì mày? Mày đá xin nhanh là tao trả số liền rồi mày ơi. Được không mà nha, cái ví dụ này nhắm lọt không nha, hai này nó căng lắm á nha, hai này nó khó lắm á, hai giữ xe này dữ lắm á. Giữ xe dữ lắm hả? À, giờ chứ mà tao mày mạo danh đi, mạo danh được thì lọt á, không thì thấy có mùi cút rồi đó. Từ mày cứ bình tĩnh nha. Tao là đó, một câu rồi. Đù. Mày là sĩ quan gì? Sĩ quan Hùng Chanh. Hùng Chanh hả? Hùng Chanh. Ghê mày. Sĩ quan Hùng Chanh là sĩ quan hành chung đó. Tao chơi chữ mà mày. Chữ như này chắc nó nhốt có bao thì tao là chữ bùa. Chơi chút. Đều lại cứ. Ờ chào đồng chí nha. Chào đồng chí luôn. Chào đồng chí tên gì vậy? Ờ tôi là sĩ quan Hùng Chanh. Tôi đi đến từ cảnh sát ngoại ô mới chuyển công tác tới. Chào đồng chí đầu chọc nha. Ủa đúng không? Đồng chí này tên đầu chọc phải không? Sĩ quan đầu chọc hả? Đọc tên. Có quà gửi tặng hai đồng chí nha. Thank you. Đồ này nảnh với chị có nhận không đồng chí nói luôn. Có. Cho tôi hỏi là chúng tôi sẽ công tác ở ở phòng nào ạ? À? Đồng chí có thể dắt tôi vô đồn cảnh sát không ạ? À, đây tôi nè. Hai này lỏ mày. Thắng mày gì? Sao có hai đồng chí tới mà không có lực cấp trên. Không, tụi tôi đều đặc biệt tới. Tôi là đặc nhiệm phòng chống tội phạm BC07. Quá ngầu mày. BC07. Đúng. Giấy chữ cháy à? Gì mày? Ê mày, không ăn gì nạt độ mày. Nói vậy quên luôn. Mình tỉnh. Ừ. Đúng quá rồi. Đúng quá mày. Nào cái đó là tao đỡ không được á. Nè, nó móc đi cái này ra cái lỡ tin à. Móc cái gì? Đó, móc cái này ra tin liền hay không? Đó, tao có cái súng nè. Chào. John Việt Nam. Đây là phòng làm việc của tụi tôi đó đồng chí. Đúng rồi. Ok. Cảm ơn. Hai đồng chí thay đồ đi. Ok, đồ thì trước một tí chúng tôi thay. Xin phép giới thiệu đồng chí này tên gì rồi? Đồng chí đeo mặt nạ. À tôi hả? Ừ. Tôi đội trưởng đội SWAT. Why? Công tác làm việc tại LSPD. Ok, chào đồng chí nha. Chúng tôi đến từ lực lượng LSSD, chuyên là cảnh sát biên giới, nhưng mà chúng tôi được điều vô để có một phi vụ mặt danh là K54 để chúng tôi triệt phá một cái đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới vô thành phố. Mong các đồng chí chào đàng hoàng mày. Ok, chào đàng hoàng mày. Ok đồng chí. Hôm nay thì ổng quá trang hành hình sự mà ổng quá trang hành tội phạm lâu quá nên ổng nói chuyện còn hơi xào quặn xíu nha mấy đồng chí. Đồng chí không cảm ơn qua. Ok, cảm ơn hai đồng chí nha. Ê mày thấy tao mà phơm chuẩn không mày? Mày giống như mày đọc sách với mày. Thử tao kiểu năng khiếu đâu công an mà mày. Nhưng mà đợi mày đi đầu cướp. Ê, sao đồng chí không đi ngoài làm đi đồng chí, tôi làm gì vậy đồng chí? Ê, chào đồng chí đầu chọc ơi. Chúng tôi cần thêm một vài thông tin của đồn như là kho súng hoặc là bãi xe của mình thì sẽ sử dụng như thế nào đồng chí? Có thể giới thiệu sơ để tụi tôi tham quan một vòng trước khi tụi tôi nhận ca trực được không? Bãi xe cái này. Ok. Đó đồng chí nói chuyện hơi nhỏ rồi, đồng chí có thể nói chuyện lớn lên xíu được không? Ok. Bị đạn đồng chí, bị đạn. Bị đạn cho cái mỏ không dám nói chuyện là bị bể. Cái gì vậy?
Chí bị đạn phải không? Bị đạn cái miệng phải không? Thấy đồng chí... Đồng chí có cần sử dụng thuốc đặc trị té ghe để trị đạn không? Đúng rồi. Thuốc này hơi bị hay á, sức đâu là hết đó. Đúng. Hết chỗ nào thì không biết. Té ghe, té ghe. Rồi mở tao mày đi, nhìn qua Phong dữ vậy. Anh hát xì quát, ông đó ông đi ngầu với mày, nó nghe xì quát thấy gán nha mày. Tội trưởng luôn mày. Được thằng nhưng mà sĩ quan đầu chọc này mà nó cũng hay lắm mày, nó cũng đặc nhiệm á. Xe chúng tôi hay đi điều tra. Xe này là xe bầu cơ đúng không đồng chí? Xe gì nãy mày nói gì vậy? Tôi đi kiểm tra với bầu cô. Bầu cô, phải bầu cô đồng chí, chúng tôi đang tìm xe bầu cô. Cô là bầu câu đó. đồng chí này, đồng chí này đích thị là trong ngành rồi, chỉ có dân trong ngành mới biết được từ này đúng không sĩ quan? Có cần thấy được rồi. Anh Phá. Đúng, có cần mấy mấy đọc được á. Đúng, có cần chỉ dân trong ngành thôi. Để quách máy. Xe này bồ câu này chỉ chạy một người đâu hả đồng chí? Đúng rồi. Bồ câu của chúng tôi ngoài biên giới có thể chở ba luôn á, ha đồng chí anh Phà. Cái gì? Vi phạm rồi. Đấy là chở ba đi bắt cướp, hai anh đu hai bên. Thấm ba chở anh kia kẹp vô giữa. Mấy đồng chí có cần chúng tôi đem những chiếc xe này đi độ để hành cho nó chở ba được không? Xe này nó mạnh sẵn rồi. Không, ý là độ thêm cái gác chân để hai người đu hai bên. Rồi, được không? Được không? Chúng tôi có thể đi độ miễn phí cho mấy đồng chí. Mà nãy giờ tôi chưa biết cái thẻ ngành của sĩ quan. Sĩ quan cho tôi coi thi ngành. Chúng tôi hiện tại đang là thực lượng LSSD. Đồng chí ơi, chúng tôi chưa có được cấp thẻ ngành trong công tác trong thành phố này. Chúng tôi đang thực hiện mật vụ K54 mà đồng chí. Chuyên án K54. Chuyên án này sau khi được phá vỡ ra thì mấy đồng chí sẽ biết được cái bí mật ở trong đó, nó ghê gớm như thế nào. Nếu mà các đồng chí mà biết được bí mật này thì mấy đồng chí lại cuốn với cái dòng xây tội phạm đó. Nói chung là lằng nhằng lắm, mấy đồng chí không nên nghe giờ cũng không nên hỏi thêm về mấy vụ này đâu. Mấy đồng chí gỡ chưa? Rồi. Tao gì ship tụi nó mày. Đúng. Rồi nó trả ô chào ship đi. Chào sếp. Mấy sĩ quan độ xe ở đâu vậy? Độ xe ở đâu còn không nói. Gì vậy? Dạ. Đó là bạn không nói được. Đó là cái khai thác mặt vụ của chúng tôi, ví dụ trường hợp bị bắt bị tra tấn nên anh ta nói như được lập trình nha, hiểu không? Nên tại anh ta là hình sự nằm vùng mà anh ta dễ bị kẻ địch gọi là giang hồ nó bắt rồi nó khống chế rồi nó kêu khai lắm. Nên anh ta không bao giờ khai gì đâu. Nó là câu cửa miệng thôi chứ đồng chí đừng hiểu lầm nha. Ghê mày, ghê mày. Đó, ứng biến tao nói là đẳng cấp luôn á. Giờ sao đồng chí? Giờ có giờ thì hai đồng chí đi từng đi. Tôi hiện tại tôi sẽ giữ quyền công tác ở đây. Đồ mà tao gai lệnh cho tụi nó luôn mày. Ê mày, tao tính ra tao mày khỏi đi góp luôn, tao về đây tao về làm chụp luôn nè. Ai nãy lỡ với mày đồ chọc mày quát nháo với mày tin lự mày không cái khe ngành nha. Cái dụng điệu của tao cặn quá mày. Mày nó quéo rồi đó. Giả bộ tao mày chào tao đi. Đây giả bộ tao mày làm về thao tác ngầu nha. Ok. Siêu kêu nghiêm chào cái là mày chào nha. Mày làm chào. Mày làm sẵn cái chào đi. Tao mày làm ngầu ngầu đi. Nó có lại nó nghiêm một lần nữa thì tao mày nói. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Này ba. Đồng chí anh Pha, tập điều lệnh nào. Sẵn sàng. Đó. Nghiêm. Chào. Thôi. Ngoại. Đồng chí anh Pha, nghiêm. Chào. Thôi, được rồi. Đi đều theo tôi. Đậu hé đầu. Giống thầy tao mày mắc địch quá mày ơi. Ông đi. Tụi nó không. Tụi nó lại kìa. Sao đồng chí sĩ quan đầu chọc? Tại vì cấp trên của tôi nói là không có ai để đi công tác vô chỗ này hết trơn. Cấp trên của đồng chí hiện tại là đang công tác cho tổ. À móc xuống rồi kìa. Bình tĩnh đi. Hả? Này... Tổ lót sạch tốt. Hiện tại là ổng là ở vị trí nào? Sếp của đồng chí á, đang công tác ở quân hàm nào cũng cấp bậc như thế nào đồng chí? Bậc hả? Cấp bậc thì của sếp tôi thì không thể nói được, tại vì ổng đang... Không có thể nói cho tôi... Alo. Tổng cục B02 hả? Tôi cần điều tra đồng chí sĩ quan chỉ huy của đồn cảnh sát LSPD. Hiện tại tôi có vài thông tin là không biết tụi tôi tới đây điều tra vụ án mặc vụ K54. Ok, đã gỡ. Hiện tại là tổng cục B02 đang điều người xuống để xác minh vụ này, các đồng chí yên tâm nhé.
Ok, thì hiện tại chúng tôi sẽ đi ra ngoài đây uống cà phê trước một tí cho mấy đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ không vô đồn công tác đâu. Tẻ hơi mẹ, cướp xe chạy thôi. Anh mày, tao mày lên. Tao thấy mẹ cái mồi đó, tụi nó sẽ phát hiện ra đó mẹ ơi. Nhưng mà mày thấy tao ứng biến đã không? Được á, ra lại đi cha đậu gì? Xanh á. Hồi nó điện một cái không có là ké luôn á. Ủa chiếc đi đường thằng hả? Chiếc đi đường thằng hả? Ôi. Ôi cái này có mấy đồng đọc, mấy lỡ. Gãy cái đi tính tiếp. Bầu cua. Thôi trời rồi lên cho mấy thằng em nó vé vé vô. Ê vé chứ đi. Ôi dí heo à. Mấy thằng đỏ, đầu chọc chứ đó, hồi lòng lắm, sao bị dí được. Đã hồi lòng. Xe này như vậy, thấy cũng ok nha. Có ngủ nữa nha mày. Đó, à, xe này mà ngầu quỳ râu nhé luôn. Mày chạy đi tắm biển chở gái thì thôi ai dám bá vô. Xe này má về tao mày gỡ hai thùng ra gắn cái ghế ra làm sao ngồi. Mày. Không nhưng mà xe này tao mày để đi công chuyện mày đi chở gái đi xe khác mày ơi. Chủ yếu là để mình đi kiếm tiền. Chạy từ thôi, chạy từ thôi mày. Đi quẩy ngay đi, chạy xuống cái sông rồi. Ui, đẹp bô luôn mà. Nó tới kìa mày ơi. Xuống xe. Ê, nó tới kìa. Ê. Ghê mày. Tao không thể nào với vậy được. Thì qua đầu trọng mày đứng lại. Tại sao các anh lại đuổi theo chúng tôi? Đi. Anh kia có đồ trong người ghê không mày? Tắt còi đi mày ơi. Mày có phải công an thiệt không? Mày hú cái ghê. Ê mà mày hú dẫn đầu đi để mấy xe kia nó dạt ra. Sao mày dừng lại? Bảo tao gọi anh Pha ơi. Chạy đi. Tao té kìa. Đi. Theo tao đây. Hồi trái nào, có nhà heo kìa. Tao heo mà. Đồ dọc đi dai với mày. Sao cho con xỉu ăn đồ dọc lên gò nè. Được. Má xỉu quá đồ dọc. Trời nó té luôn kìa. Té rồi. Hay. Đúng đó. Hàng hàng mặt cô này tuổi đội chữ đội mặt nhẹ sĩ quan đầu chọc cũng chỉ là cái tên thôi. Cái bóng của tao mày thôi mày ơi, mấy khó mà này này. Ui, có con Lambo nào đậu dưới đường cho mày. Thôi bỏ đi mày, chạy mày đi. Có nó hư té ba đấy nghe, sửa chắc hay quải cái mày ơi. Mẹ, có con hiếu gia nào nó bỏ giữa đường chạy. Cứu cái tụi hỏi em xui sao mày ơi. Mấy em xui dữ mày. Nó còn dí mày, nó đang kiên trì à. Chứ à, sao mà thấy xe này nó mắc cái bị cắt đứt á. Ừ đúng. Má nó bị mắc xe mà còn bị giả mạo công an vô đồn chọc tụi nó chắc tụi nó cay dữ lắm á mày. Nhiệm vụ tụi nó lỏ nữa, mà công còn tối nữa sao. Ê nó tới tao nè, lẹ lên. Lẹ vô lẹ đi. Trời ơi, nó nổi ghe dữ vậy mày. Chắc mày quất tao chi vậy. Tao quất mày đâu, sao mày chạy té ghe vô. Cái nè. Tao để tao lo này. Té ghe nè. Không có đâu. Tao vẽ được. Rồi nè tao nè. Lên. Hú còi cái mấy xe này vô đường à. Đi, tao thống lên anh Pha. Đi nè. Đi. Đi xe. Có khi nào mình dẫn vô mấy xe ben đi mà giấu nó đi cho nó dính một cái đi. Dẫn vô xe ben cho nó bị đụng cái đi. Đúng rồi. Nổ súng rồi mày ơi. Mày căng với ta, mày chỉ quậy. Nó bị xe đụng rồi mày ơi. Nhỏ kia khùng. Một lần thôi. Nhỏ kia nó nổ súng rồi, nhỏ kia quậy quá, tung nó té luôn kìa. Trời ơi, lỏ cái này nghiệp vụ chỉ tao mày núp sau chiếc xe này nè. Chạy chậm chậm thôi xe này à, chạy chậm thôi. Thấy đâu, má thằng quỷ kia nó hắt lại luôn kìa. Về lại. Tắt cái còi đi. Quên. Nó lại nó tới rồi, thấy tao rồi, nó không thấy mày đâu. Chưa đâu. Ê, có chiều mới giờ. Đỡ, chút thực hiện. Nhiệm vụ cái này lỏ nha. Nó chạy qua nó hút rồi. Chưa ai nào chọc chạy xe rồi đã nghe. Rồi cái đầu không có công tắc cũng mắc luôn. Sao xe mày nhanh hơn xe tao đó. Kệ cái độ trái mà tao lựa xe mà tao coi thấy cái dệt bự thì tao đưa vô mày ơi. Có thớt chà bá ra như thấm hết, chặt thịt gò vậy kêu không vô. Cái đầu trưởng rồi đập nhẹm SWAT dí tao nè. Họ nó có tuổi không? Đó. Có tuổi đời á. Tuổi tôm nữa. Hả? Ít.
bả vô một cái một bà bả vô dạ, đập mày nó bả kìa thấy siêu không có anh bảy mà mày siêu dữ mày. Sĩ quan đầu chọc cũng chỉ là một cái tên thôi mấy anh em, mấy anh em cầm mày nhiều xe này cho nó đi chọn nào chọn nó đi cho nó đi nhiều xe mà ê mà kiếm xe bự nó núp nữa xe bự núp mới được nó bật cái còi này lên là xe hai bên nó dẹt ra à mày ử chưa tao đang ử nè ử rồi mẹ không xe tự động tấp vô lại nó dừng lại luôn á với mày ờ đúng rồi đúng rồi như vậy mày không hay này quách sảnh lít với ta mấy mày bầu cơ mà vô lại luôn tấp vô lại mày không ai đây tấp vô lại quá tao còn nạt mặt nó cái nó mày mày không giữ với mày ơi nó còn dí mày ơi tao còn thấy hai xe nó chạy theo nè mày chạy mày bỏ tao luôn mày chạy từ thôi xe tao hơi chậm không bé ơi nhanh lên hai thằng nó chi đi xếp tao nè tao tới cái cầu rồi tao nè tao nè tao nè mày đâu mày đâu xuống tao vậy tao đi heo hỗ trợ mày mày nói vậy mày cậu đi ấy giá sao mày hỗ trợ kiểu gì vậy ê quýnh nó té cầu mày tao mày đảo trên cầu nè chơi đảo với hồi vụ á đu quýnh nó té cầu luôn chơi nó không té tao mày té nó quả luôn nó té cầu à tao mày hắn à sao mà té cầu được giờ chơi chín cầu nè tao mày chỉ cần cho nó rớt cầu thôi đâu chọc nè dạ nó dí tao rồi ơi phơm tao ghé đi tao lại nè đồng chí xuống cặp đồng chí chuyện bãi xong thấy tao lại nó che rồi thấy tao lại nó che rồi chắc ké quá ké nè một thằng một thằng thấy mày còn thằng á mày đá tao rồi chóng mặt nữa hả cái chừng nha hai số kẹp mày đó hay hay chưa hay chưa nghe chưa nghe cá cũ ây da tao với này thằng nào cũng nằm hết trơn rồi lẹ tao hỗ trợ mày hay mày tao hỗ trợ mày tao dính lại thôi thằng kia bởi vì tao te luôn của tao hay mày đụng tao luôn á tao lụm kia cho té nữa té nghe gán chạy đi gán đi gán đi gán đi cộng không mày cộng không mày cộng không cộng không quýnh luôn bây giờ cây mấy thằng cu té ra của tao lẹ của tao nè ấy nậu xanh đó ây da giò nó chặt tao luôn rồi what the fuck dude whoa man nậu xanh á ê rồi giờ sao em cứu mày nè nó còng tao mẹ nữa rồi cứu niềm tin nữa ây da mày sao hay là giờ tao chơi chiêu mày chiêu chiêu gì chiêu chiêu cây còng nữa mày coi làm được gì nữa không tao mới vụ nữa nè tao đòi cho nó cục kẹo nè xi gum con he nè nó tha tao nè ai da quỷ xe ben này đậu xanh này đi lẹ mày ơi tao giải quay cho mày nè ý á tao mày cần mày giải quay lại mày ơi ok nghe thì chứ tài lộc tài lộc cái gì tài lộc quá lớn tài lộc mày lên chứ đi mày lên chứ đi té ghè chứ ừ mày gõ đi à bồ câu này cua mẹ tù lắm mày ơi tài lộc ấy là nó bắt tao tài lộc nè ấy nó cộng tao cứu tao cứu tao cứu tao té ghè cho lên ấy da cứu tao à. Gán đi. Mày đổ xuống một cái là cái ông lái xe ổng lao lên nè. Nó bắt tao nè. Ổn mày. Nó xích tao lên xe nè. Bắt thêm một thằng nó dẫn về nhà tù luôn. Xích mày chưa? Xích tao rồi. Gán đi. Té ghe cứu tao. Nó làm gì vậy? Tao phải chơi chi cứu. Đúng rồi. Cứu. Hay. Cứu tao đi đậu xanh á mày tao bỏ thằng này vậy ê tính bỏ tao xuống vực kìa hay ơ chạy mày ơi
Tới ghe lẹ lên Tài Lộc. Nhảy xong đi Tài Lộc. Nhảy xong hả? Ờ, thôi lấy xe chạy. Mà chưa có được phí vụ gì chân á. đúng. Nhảy xong giờ tao mày. Ê, đừng quýnh nữa. Nè, trả xe không rõ không? Trả xe, Tài Lộc. Hay. Ngon. Bây giờ tao bị cụm tay gì hả? Mày cụm tay mày chịu mày. Tay tao vậy mày vẫn chạy được hả? Trời ơi, tao thiên. Tới ghe, chúng tôi cần đội đặc nhiệm tới ghe tới hỗ trợ. Alo, cần chi vậy? Có tao mày á, mày nó nho quá mày ơi, có tao mày thì đóng phim rồi. Đây là ngôi nhà của Khỉ nè. Alo. Đề nghị tổng cục 2 phái vì biệt đội Khỉ tới hỗ trợ nhanh lên. Over. Lên nhanh lên đi, sẽ có biệt đội tới Khỉ tới hỗ trợ. Có cái nịch á. Có. Chạy đường nào đi. Dạ. Ê, đi lẹ đi, khoan không ở cổng. Lên lẹ đi. Mày chạy đi. Lên mày. Xe này sao lên. Thôi quên nữa. Mày hại tao rồi. Đậu nhanh nha. Sao nãy mày chạy luôn mày. Mày sao mặt như vậy. Biệt đội tới ghe, đề nghị lần ủng tới hỗ trợ. Biệt đội tới ghe. Bắn nè chú ơi, em bắn nè. Em bắn nè chú ơi. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Chúng ta là người cả một nhà hả mấy đồng chí ơi, dừng ta lại. Người một nhà hết. Alo mấy đồng chí dừng lại, chúng ta là người một nhà. Ây da, nó quýnh tao rồi, không sao mày ơi. Không sao, chú ủng hộ rồi. Tao bị còng trên xe. Mày bắt cái đầu tao lại mày. Ây da, thấy nghe. Thằng đó nó chưa té nữa. Thấy nghe. Đề nghị mấy đồng chí dừng ta lại, chúng ta là biệt đội tới nghe hay. Chạy lên. Lên. Chạy ra đủ vậy chứ được cái vậy đó. Không sao, từ từ mình tỉnh. Má mày dặn đâu? Sao mày lăn thì trăm. Cũng đi lăn gì vậy? Bị đội tới ngay cần hỗ trợ. Tao còng mày đây nè. Rồi giờ sao? Để hang này áp giải về. Ê, ẩu ơi nha, khoan, đồng chí ơi. Nghe nào. Dừng lại. Để tôi nói cho đồng chí nghe. Hiện tại đây là diễn tập K29. Đồng chí đã từng nghe này trong cái sĩ quan. Trong cái kế hoạch của thành phố chưa? Đây là diễn tập. Đúng. Nói em chỉ kiểm tra lại trong cái phần sổ sách nhật ký từng ca đi. Một phần diễn tập kia là K29 á. Sẽ có hai người đến dễ dàng cảnh sát cũng như là cướp xe để cho mấy em chỉ một khóa huấn luyện. Thì chúng tôi đến là chúng tôi đó. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Ví dụ có hai em chỉ tôi đánh giá hai em chỉ là 9 điểm rưỡi. Vậy có mặt là bảo vệ xe cũng như là truy bắt lại tội phạm cướp xe. Chúng tôi sẽ báo cáo lại với lại tổng cục PC02 về cái chuyên án lần này của mấy đồng chí. Bà kiểm tra đã vượt qua, mấy đồng chí sẽ được thăng hàm lên. Tôi tưởng tội phạm chứ. Trời ơi trời, tôi mà tới kiểm tra, đồng chí công nhận là mấy đồng chí kiểm tra hai hiện ha. Đồng chí anh Pha, ông đánh giá hai đồng chí này mấy điểm vậy? Tôi đánh giá 99.5/10 đó. Chuẩn bị có bằng khen rồi. Học điểm về chỗ lộn, 100 điểm về chọn. Thôi gì mình thả thôi. Nó lộn mà. Tụi giờ nó quấn cho cái bài kìa. Quýnh té đồng chí tôi thôi, kệ đi anh em, mà bỏ qua nho nhau nhá. Ok. Xe mấy đồng chí cứ giữ đây để tôi mở còng cho đồng chí bạn tôi nha. Để tôi dựng xe lên cho mấy đồng chí nha. Mày nhảy là được không? Hút thành công rồi. Lên lấy chiếc kia luôn, cho nó đi bộ về luôn. Nhanh lên. Về hết cho nên rồi. Ây da. Tao quýnh nữa rồi đó. Nhanh lên rồi lấy xe được chưa? Rồi. Chết tiền đình rồi. Lên mấy đồng chí ơi. Lên mà. Tao quýnh nữa rồi mà. Cứ na đủ vậy nó lên tới tao kìa. Trời ơi, tao mới đánh đầu chọc nó lồn mèo đó. Đi. Mạnh này đi, té đi. Té bội đi. À, hay chưa? Tròn Việt Nam. Má mày yếu như vậy. Má mày yếu. Quất nó thằng quỷ. Để nó, ủa? Nó trên gồn chiến nữa hả? Đi. Mày tắt cái còi đi. Đi, lẹn đi, lẹn. Thủi. Ta mày chắc trốn gầm cầu quá, giờ chạy đường bộ chứ này nó dí heo thôi nhé. Sao xe mày chạy nhanh vậy, sao chậm dí chạy. Xe tao độ mà, nó chọn xe là dên. Ngon lắm, ê còn hai chiếc ở đây sao. Ê còn xe nó kìa. Ừ không, xe này dí không có rồi. Liệu rồi. Quỷ này mày hết chuyện mày làm hả mày. Đâu có. Quẹo qua đây nè, vô con đường núi này nè. Kìa, hắn lết bánh luôn phải không. À, con bồ câu này sướng như mày.
chín hai thùng đường bánh hết đi. Ấy đường năm ngón cục hả? Má mày dẫn đường hay lắm á. Chứ không được sao. Nè lên đây nè có đường mòn nữa à. Đi chạy về lại đây đi, chắc nó khờ rồi á. Nè tao ứng biến nhanh nhạy đó. Tao còn tiếng tòi hú qua mày, mày hú hả? Hú gì ông nội hú hoài cha. Kéo qua sao tao còn nghe tiếng hú rồi chạy. Mày đâu rồi? Đó lẽ đi ông nội. Hú mà hú cội bị hư mẹ nó rồi. Xe tao còn hú được nè. Kì hú đi, xe tao hú hồi nữa nó rớt cái càng ra luôn nè. Tao đang chỉ đuổi mày nè. Ô có đồng bộ PC của mày. Ê, mày chạy chậm lại nhìn tao nè. Nhìn nhau. Thấy không? Ghê mày. Tao không làm được mà, tao không làm được mà. Cho ê mày ơi. Cái gì vậy? Tụi nó tới nữa kìa. Nữa hả? Nữa. Ơi đường này hiểm trở lắm nha. Ép nó vô vách núi bên trái rồi mà cho nó xuống chân không? Được, chiêu đó cũng được á. Nó còn một thằng à. Còn có một chiếc à. Má tao xuống trước luôn rồi. Quát đồ. Con quỷ này yếu rồi. Mày sao rồi? Nhưng đội chứ sao? Mẹ. Có thằng số với tao rồi nè. Ừ. Cái thằng tao quá, tao chủ tao quá nè. Mẹ. Tao mày đâu rồi? Tao mấy mày. Nè tao gớt xuống rồi cái bịch ra nè. Tự nó cũng té rồi. Nó nhập kiến cúc rồi. Tao lo tao nhìn mày mà tao mắc cười rồi tao té luôn nè. Té của tao. Mẹ tại mày báo mà tao quay lại tao cứu mày á. Ấy anh phi vô, anh phi rồi. Đi. Thẳng hẳn đường đi. Mẹ hai này dài dữ mày, đúng là sẽ coi cậu chậm. Có không? Quay cậu đó đi, quay cậu đó đi, cắt luôn đó. Quay tình yêu mà. Không tình yêu mà. Tao mày có nên dừng lại check in cậu tình yêu không? Tao lại mày chứ, mày muốn mày ở đây hay mày muốn đi ăn cơm tù? Tao lại mày chứ. Tao chạy nhanh nếu mà em chạy bỏ mày cô mày ơi. Tới khúc. Ủa, này mạnh ai nó bơ đi mày ơi. Lên núi rồi mày ơi. Núi có đường mòn nè. Em chạy bỏ anh em không à. Chạy bên đường núi này có đường mòn mà, mày chạy lên núi rồi. Nè có đường mòn này đó mày hẳn ngang cái ra lỗ lớn luôn rồi. Tao tới lỗ lớn luôn nè. Mày chạy gì nhanh vậy. Mày thấy thở tao nữa thấy không? Ê giá cái đường mày chạy muốn nhập cái chiến cúc vậy. Tao chạy à. Đu, cái gì vậy trời? Em té mày. Ê dạ. Đi. Con quỷ. Anh. Đi lại 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 sủi được nghe sủi được hả? Đi. Sao nãy em chốt cái đường luôn mà ra đường lớn quá mày. Ô đường đường giờ nó đang chi sát thẳng rồi vô thẳng rồi nó chi luôn. Mày làm gì vậy? Cho Việt Nam. Má khùng này. Cậu heo rừng luôn à. Mẹ mày lại bị chi xác. Mày còn đi ăn heo rừng nữa. Heo rừng tỉnh lại nè mày. Để tao. Ổn mày. Chết rồi, chết heo rừng rồi. Cái cây cũng mỹ quá. Chết gì hay. Đi. Để té mọi. Té ghê. Ê bên đó đi, con ý chạy xuống bên này nè, bên này được không? Bên này nè, nó chưa biết nữa. Mày chạy theo tao đi, dưới đây có cái đường nè, đường mòn nè. Mày lúc nào cũng đường mòn hết á. Ây da, cái gì á trời, dám té hoài trời, bữa nay ngày gì, luôn có ngày gì á. Tỉnh dậy. Ây da. Bữa nay ra đường không có ngày gì á. Ê, đó tụi nó chảnh kìa. Lanh lên, mày dẫn đường đi đâu vậy? Trời ơi là trời, sao mấy quỷ nhỏ này nó dai gì vậy? Cùng rồi kìa. Mày dẫn đi đâu vậy? Đi đâu còn lâu mới nói tao không biết nè, thấy có đường mòn thì tao đưa mày đi rồi. Mày... Gọi lên Google Maps cho tao đi. Trời ơi, mày nghe đi chạy trốn công an mà đi theo Google Maps. Ai biết đâu Google Maps chỉ đi. Tao hỏi nó đường nào đi an toàn nó chỉ tao đường này nè. Đi. Go. Tao có cách gì? Để tao thoát khỏi đây rồi nè. Mày đứng chậm sao, lại, nhảy trong hả? Chậm lại đi. Đó, mày làm gì? Chạy qua đây mới được. Nhanh lên. Mày chơi giống chơi 50 với mày như vậy. Đường chính này nè, nhanh lên. Tao sẽ nói cho mày kế hoạch để tao chúng nó qua đây. Mày để tao lại hả mày? Trời ơi. Đội đặc nhiệm mày. Còn hàng à. Nãy lỏ lắm, bây giờ bắt này cái không? Bắt bu xe luôn rồi. Tao có cái đầu cầm, cái là cho thằng bạn lại rước luôn á. Tao dụ nó ấy cầu tình yêu nè. Đi. Tao mày quay lại xong pha với tụi nó luôn nè. Vô. Vô. Một mắt một con cái nó luôn nè. Một con. Đầu uống xanh mày. Một mắt một con. Mày không còn. Sao mày quất tao, đậu xanh mày đẹp trai vậy?
ở đó lại nữa kìa, đậu xanh nó mấy quỷ nhỏ này. Đó hay mày, hay mày, hay mày, bây giờ lầu đập này nó quánh dữ mày. Ơi xe tao xịt tối rồi, sửa đi, sửa đi, tao đưa mày mấy bộ sửa đó. Ơi đúng rồi, còn thằng ơi, 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 tao mày chơi được. Mày ra đây, mày ra đây, mày lên đây, mày chạy hả mày, mày chạy hả mày, chạy hả mày, chơi mà rung mày, chơi mà rung mày. Mày chiến đấu mạnh cường vậy ha. Chơi điếm kìa, chơi điếm kìa, chơi điếm kìa. Điếm kìa. Mẹ, điếm nè. Để đâu là xe lên con xích hổ. Nha, cây quần què già vậy. Đúng rồi, nó tông xe lại xuống dưới luôn kìa. Té rồi, té nè. Lúc nào cũng luôn, túi bụi luôn. Túi bụi, túi bụi. Trời ơi. Túi bụi đó. Mày nè. Hai túi bụi đó, túi bụi luôn. Túi bụi đó luôn. Mày bên kia tao đây nè. Cái mày giật điện đó kìa. Rồi, mày bên kia tao đây nha. Ờ này nó lỏ rồi nè. Lỏ nè. Ờ. Dạ. Ê thằng kia lại bộ rồi. Đây con này. Tao thằng này mày. Để tao lo kia mày lo này đi. Ok. Đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi nè. Đó. Ê mày đừng có lui gần tao, đừng có lui gần tao. Đây. Tao bắn cái đầu đó. Xỉ ba đầu chọc quá mày. Té kìa, té kìa, té kìa, té kìa, té kìa. Ở đứng dưới chân thôi luôn. Té kìa. Ê mày. Trộn hàng chưa? Té kìa, té kìa, té kìa, té kìa, té kìa, té kìa. Té gà, té gà, té gà, té gà, té gà, té gà. Té gà, té gà, té gà. Nó quạo kìa. Quạo kìa, cứ quạo, cứ quạo. Té gà, 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 té gà. Té gà, té gà, té gà, té gà. Hai mình làm đi luôn đi. Đi. Mày dí đồ chập đi. Đúng rồi, đúng rồi. Té gà, té gà, té gà. Té gà, té gà, té gà, té gà, té gà. Đây gà, đây gà, đây gà, đây gà, đây gà. Đây gà, đây gà, đây gà, đây gà. Đây gà, đây gà, đây gà, đây gà. Mày kia tao đập cho. Rồi, bỏ 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 đi mà đi mà. Ấy, nó được rồi. Ấy, cầm lại kìa. Mày xong mày rồi. Mày té ghê dai. Dạ. Té ghê dai. Đây nó cầm lắm mày. Cái gì? Mày té ghê dai. Đậu xanh nó mà chạy được đó, mày chạy đi, tao báo động cho mày rồi đó. Ây da, nó bắt tao rồi đậu. Té gà. Mày cho Việt Nam nữa hả? Thằng Winnie đó. Té gà, leo đây mà bắt nè. Đó anh bắt được em đi. Leo đây bắt nè. Té gà. Đó anh bắt được em, không bắt được làm chó. Bắt tao là đậu xanh á. Tao chạy lên cầu nè đó. Mệt quá. Mày dám lên cầu với tao không? Té ghe. Mẹ lên hả? Lên đi. Té ghe. Sợ mày. Ê. Tao nhìn lại. Nó đang nhìn vô lại nè. Mà được không? Được. Tao đang nhìn cô nó nhìn lại nè. Té ghe. Tao không đầu tập nè, đầu tập cái cây tao lắm. Không, tao đang. Ê, tao đang cố gắng nhìn lại nè. Té ghe. Tao đang mài kiếm vô để nhìn lại nè. Ủa má tao kiếm này đặc biệt mày ơi. Sao rồi nó té ở kia hả? Không tao té xuống mà tao mài kiếm vô tường để tao chậm lại được. Đậu xanh tao đẹp trai vậy. Mày ơi, tao tiến quá rồi. Tao lóc được kỹ năng mới ơi. Má nhậu vãi dữ các bạn ơi. Má tao kể mày không tin đâu. Nhưng mà tao vừa rớt xuống cầu mà tao rớt như mẹ một cọng lông hồng luôn. Tao ngầu điên luôn á. Alo, anh Pha, anh Pha bắt rồi anh em ơi. Anh Pha. Tao đang bị đứa bắt ở đây nè, đậu sao nó đẹp trai vậy nè. Anh Pha, trả lời đi anh Pha. Tao nghe nè ông nội. Anh Pha, ok các bạn ơi. Ông nội. Anh Pha đang bị bắt rồi các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành chạy từ bỏ anh Pha là giải cứu vào sau các bạn ơi. Anh Pha nó đã bị bắt rồi. Chúng ta hiện tại không thể cứu thêm được nữa, mình cảm giác mình không thể cứu được nữa, mình sẽ trốn tạm vào một nơi nào đó. Và khi rảnh rỗi mình sẽ cứu anh Phan tiếp nha mọi người. Dạ ok, trận hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu các bạn thích series này hãy để lại một like và subscribe đôi ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh nhỏ nè, cũng như đừng quên xuống dưới phần cầu anh để tham gia vô hành phố Gatosan VN nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.